bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cõi ngầm mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mặn ngát tình người. Hương quê hương điều linh đoà đầy, yêu không gian dần quê đời này. Thước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ lòng tâm khó phải cầu thề. Trời biển xanh hàng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam mời bao nhiêu công gió vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú ngủ ngon không? Ngủ thì ngon nhưng mà trời vẫn còn tối khi tôi thức dậy đi làm việc, thưa cô. Dạ vâng. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ tư của tháng 10. Tháng có 5 ngày thứ bảy. Thời gian như thể tên bay. Thế có khi có dịp nói chuyện với những người bạn trẻ như cô, người Việt Nam, hay khi tôi đi làm việc với những người bạn trẻ Mỹ, hay những người có tuổi như tôi cũng thường đều nhắc nhở là đừng tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy đến trong tương lai ngày mai. Nhưng hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm thật tươi đẹp cho nó, và chúng ta đang làm thật tươi đẹp cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, thưa cô. Hãy làm cho cuộc đời của chúng ta tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi chúng ta còn nghe được và khi tim chúng ta còn rung động, thưa cô Nam Phương. Nhìn lại quãng thời gian gần 2 năm đại dịch Covid rồi biến thể Delta, để lần dở lại từng trang ngày sống làm việc kiếm cơm gạo rồi cuối tuần chương trình mời khách mời lên mây. Thưa cô, đối với tôi đó là một ân ban, một niềm hạnh phúc. Vì Chúa và Phật đã dùng tôi như khí cụ của các ngài và cho tôi cảm nhận cái gì là tất cả của cuộc đời tôi, thưa cô Nam Phương. Mỗi ngày dạo bước trên đường đến sở làm, hay có những ngày tôi đến tòa án hay bệnh viện, nhưng mà ngồi thông dịch viên cho những người gặp khó khăn về ngôn ngữ tại tòa án, hay dừng lại nơi giường bệnh của một bệnh nhân, tôi như được hòa với những nỗi niềm của họ. Tôi cảm được sự lo lắng, sự sợ hãi của họ vì không đủ khả năng sinh ngữ khi không có người thân bên cạnh. Sự lo lắng cho những đứa con hay những người thân ở nhà ai chăm sóc. Sự lo lắng khi phải bị kết án hay đi tù, hay chết đi giữa sự cô đơn. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, vì nghề nghiệp và chức năng của ông, chắc chắn sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến người bạn rất là thân mến, luật sư Hà Huy Sơn. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, ông nghe được tôi à? Dạ vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, tôi nghe rõ. Xin chào anh, chào các quý vị.
Tôi cảm ơn luật sĩ vẫn giữ đường dây là vì tôi giúp cô Nam Phương gặp một vài trở ngại kỹ thuật. Tôi biết luật sĩ đang ở Hà Nội, thời tiết Hà Nội tốt hôm nay, vào thu, gần vào thu, hoa sữa bắt đầu có chưa thưa luật sĩ Hà Bích Sơn? À, vâng, thời tiết ở Hà Nội thì bây giờ cũng vào cuối thu rồi, cũng bắt đầu chuyển sang đông rồi, cái hoa sữa là gần cuối mùa hoa sữa rồi. Thời tiết Hà Nội hôm nay thì có khí hậu gió mùa đông bắc, nhiệt độ khoảng độ 18 độ, và thì thời tiết nó cũng đẹp thôi, cũng trời khô ráo và hoa thì thường là đẹp, hoa thì thường là đẹp, nhưng nghe đâu hoa sữa đưa vào Sài Gòn mùi đặc biệt của nó người Sài Gòn không thích lắm. Nghề nghiệp, tất cả những nghề nghiệp đều tốt lành cả. Nhưng theo tôi nghĩ, đây là suy nghĩ của tôi, có hai nghề nghiệp mà con người ta thường phải cần đến nhiều hơn, đó là nghề bác sĩ và nghề luật sư của ông. Điều suy nghĩ của tôi về bản thân của ông như vậy có đúng hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thưa anh, cái xã hội rất cần các cái bác sĩ và cũng cần đến luật sư, là hai cái nghề cần thiết trong xã hội. Và thưa anh, có nhiều người ta gọi ông là luật sư dân chủ. Ông có chịu cái bảng hiệu này không? tôi không biết, nhưng mà tất cả những điều ông đã nói chuyện với tôi là chúng ta nói chuyện về tâm tình quý mến, về dân chủ, chúng ta tôn trọng. Mà thực sự tôi nói tôi tôn trọng hết tất cả mọi người. Hay nói chăng đúng chăng nữa, tôi bên ở Hoa Kỳ này ông biết là có hai đảng, Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Tôi chẳng thuộc đảng nào cả, nhưng tôi vẫn tôn trọng họ vậy. Tôi vẫn tôn trọng những người mà được dân bầu lên. Ông có nghĩ ông cái mác dân chủ của ông nhiều khi nó làm ông bị khó dễ không, thưa luật sư Hà Bích Sơn? Vâng, thưa anh, thì ở Việt Nam thì người ta không có gọi là cái luật sư dân chủ hay là luật sư nhân quyền gì cả, thì nói chung là đây là do xã hội hay do mọi người gọi thôi. Cái này nó cũng không sao cả, cũng không ảnh hưởng gì. Vâng. tôi muốn hỏi với ông là vì tôi nói với ông là đối với tôi, ông chương trình Từ Cách Đầu Mấy ông lên đó là một sự quý mến của tất cả của ông đối với những người Việt Nam trên toàn cầu, và ngay cả đối với những người mà họ đang theo dõi chương trình này để biết sự suy nghĩ của chúng tôi ngoài bên ngoài này, cũng như sự suy nghĩ của ông ở trong nước. Cái việc mà ông nhắc đến hay tôi nhắc đến, những việc mà làm cho người khác, cho xã hội, cho những người chung quanh mình, vì người khác hay vì những người chung quanh mình, hay nói cho đúng nữa là vì dân. Có nhiều người làm những việc rất tốt cho vì dân. Chúng ta có 4.000 năm văn hiến, chúng ta không biết là 4.000 năm đã bao nhiêu lâu quá, nhưng chúng ta có những năm văn hiến mới đây, có những công việc vì dân, có những công việc không vì dân. Nhưng nếu nhắc đến vì dân, tôi xin phép ông có nhiều điều rất là hay mà ngay cả trong nước bây giờ đang bàn đến. Đó là sự từ trần của bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ của cố Tổng thống, phu nhân của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã mất ngày 15 tháng 10 năm 2021. Bà để lại một cuộc đời của bà cho bao nhiêu người thương tiếc và ngay cả những người trong nước bây giờ về cái bệnh viện vì dân. Và cái bệnh viện vì dân này nó đúng ra là của dân, hay bất cứ thế chế độ nào có vào thì cái những cái gì mà vì dân họ phải giữ lại. Tôi xin hỏi ông, từ cái lúc mà 30 tháng 4 năm 1975 cái bệnh viện vì dân nó không còn, nó họ đổi tên sang là bệnh viện Thống Nhất. Rồi bây giờ người dân ngoài đường người ta nói đó là bệnh viện vì quan. Ông có cái suy nghĩ gì giữa vì dân và vì quan hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thưa anh, có thể là trước người ta, đây là cái bệnh viện vì dân, tức là phục vụ miễn phí người, chỉ những người dân nghèo hay là những người mà không có cái điều kiện mà tự cái trang trải chi phí bệnh viện thì được vào chữa trị và miễn phí, thì có thể là theo cái khái niệm vì dân là như vậy. Thì còn bây giờ thì cái bệnh viện đó không theo cái tiêu chí đó nữa, mà như tôi được biết thì là cái bệnh viện này bây giờ là cũng chữa cho những cái người là có cái cấp bậc lương hay là tóm lại gọi là quan chức, thì có thể một cái quan niệm như thế thì người ta gọi là vì quan thì cũng có cái lý do như vậy. Nếu vì quan mà bỏ tiền ra mà xây mà làm, như có cái bệnh viện nào ngoài Hà Nội đó chuyên môn để cho mấy ông lớn được vào đó thôi.
hay ở tại Hoa Kỳ này, chúng tôi tại Washington cũng có một cái bệnh viện để cho các ông lớn làm việc tại trên Washington đi vào. Cái chuyện đó không ai thắc mắc, không ai thắc mắc thưa ông. Nhưng nếu một cái gì của dân, do dân và vì dân thì không làm như vậy được. Nhưng mà với cái điều tâm tình quý mến như ông nói, ông suy nghĩ và những cái điều tâm tình chúng tôi nói, chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi nhớ đến bà cô phu nhân, người bao nhiêu người đã biết ơn về cái bệnh viện này. Và thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình tiếng từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas 1600 đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do và diễn đàn chính nghĩa, chúng tôi xin gửi lời phân ưu đến tang quyến của gia đình của bà phu nhân cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhắc đến vì dân, ông cũng có những cái lúc ông vì những người, hầu hết những người thân chủ của ông mà tôi rất quý mến và ông rất là quý mến, những người đã tòa giàu rằng mình không hiểu gì về luật, nhưng có một người tên Hà Huy Sơn là một luật sư đứng bên cạnh mình. Tất cả những phiên tòa từ trước đến ngày hôm nay, có phiên tòa nào đáng nhớ nhất của ông trong những ngày mà tôi nói chuyện với ông trước và ngày hôm nay, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Dạ vâng, thưa anh, thì các phiên tòa tôi tham gia thì nó cũng cái tính chất nó cũng không khác biệt nhau nhiều, thì nói chung là một cái phiên tòa mà ấn tượng nhiều thì là có lẽ là cái phiên tòa của cái vụ án là những người nông dân Đồng Tâm, thì tôi thấy đây là một cái bi kịch nhất mà của xã hội, mà đây là một cái phiên tòa mà tôi nhớ nhất. Có những phiên tòa đang nổi cộng ngay tại Hà Nội ông bây giờ. Tôi không biết đã có lần nào ông biện hộ cho nhà báo Phạm Đoan Trang hay không. Nhưng cô nhà báo này đã hơn một lần đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói về tâm tình của mình. Có bốn luật sư, tất cả đều là những người bạn của ông và tôi đều biết cả. Tại sao lần này ông lọt sổ, không biện hộ cho Phạm Đoan Trang là thế nào, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thì cái chuyện đấy thì có thể là do cái phía người mời thôi, phía gia đình hoặc là phía bạn bè gì đó, và cũng tôi thì bảo vệ những cái vụ án thì bao giờ tôi cũng quan tâm đến cái vấn đề của thân chủ là cái đề cao nhất, tức là làm sao cái mức hình phạt nó thấp, chứ không đặt ra một cái tiêu chí gọi là phải đấu tranh gì một cái gì nó ghê gớm mà nó ảnh hưởng đến cái mức hình phạt của thân chủ. Nên cũng có thể là vì cái quan điểm bảo vệ của tôi như vậy, nên nhiều người ta cũng nói rằng là tôi có cái cảm tình với mặt chính quyền. Hay lôm la thì ta bảo là tôi là bên an ninh đặc tình, nên đôi khi người ta cũng có những cái hiểu như vậy, và người ta có thể là vì cái lý do đó mà người ta cũng lựa chọn tôi. Và tôi không biết, nhưng một phần nào suy nghĩ của ông đối với một người bạn vong niên đã mất lâu rồi, chắc chắn là ông biết, và một trong những người tôi rất là trọng quý đã cho có lần đã cho tôi đất ở Ninh Bình, quê ông ở Ninh Bình. Chánh án tòa án tối cao một thời, quyền lắm, oai lắm, luật sư Trần Lâm. Luật sư Trần Lâm cũng có những cái suy nghĩ giống như ông vậy. Thực sự tôi không sống ở trong chế độ cộng sản, tôi không biết luật lệ cộng sản như ông. Nhưng bên Hoa Kỳ này ông biết là bất cứ một tội nhân tội phạm nào không bị kết tội cho đến khi bị kết tội, ngay cả những người giết người nữa. Nhưng mà ở Việt Nam nơi ông ở, người nào bị bắt tức là đã có tội, ra tòa để cố gắng nói là mình không có tội. Cái câu này hỏi cho nó vui thôi, hình như tôi nhớ lại tất cả những phiên tòa của ông tôi đọc, chưa có phiên tòa nào mà một người tội nhân, một can nhân bị đưa ra tòa án cộng sản Việt Nam mà được tha bổng, có không thưa luật sư? Tôi nói là phiên tòa lớn chứ không phải mấy cái phiên tòa vớ vẩn ăn cắp ăn trộm đâu. Có người nào được tha bổng không? Theo tôi được biết thì nó cũng hiếm lắm, cũng tôi biết chưa ai được. Nếu mà có những mức hình phạt cao mà lại bị truy tố mức hình phạt là cái mức nghiêm trọng mà được tha thì
hiếm, chưa có, tôi chưa được biết. Tôi nhớ ngày xưa lúc mà cụ Trần Lâm biện hộ cho Thái tử Cộng sản, ông cụ Rầu Vũ chắc là ông biết rồi, con cụ Hiếu. Vâng. Có lần cụ Rầu Vũ hiện tại, có thể anh ta đang nghe chương trình này, anh ta ở Washington. cũng cố gắng làm sao như ông nói để bản án nó nhẹ đi, Có một cái bản án nữa, thực ra thì nó không quan trọng nhưng mà cần phải nhắc đến, đó là con trai của ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, ông Phó Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh gì đó. Nhận số tiền lớn của ông Vũ Nhôm, Phan Anh Vân Vũ gì đó, tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ nghe tên Vũ Nhôm thôi. Rồi tất cả những người liên hệ này đều có dính líu đến ông Tổng Bí Thư cả. Ông thấy cái vụ án này nó có là một cái điều gì đổi mới, có là một cái điều gì cái lò nó cháy lại cho nó sáng hơn hay không, thưa luật sư Hào Huy Sơn? Theo tôi thì một hai những cái vụ án mà quan chức đến cỡ tướng công an hoặc đến ủy viên bộ chính trị thì nó cũng chưa nói lên một cái điều gì cả. Một cái quan trọng là cái nguồn gốc của tham nhũng, nguồn gốc của tội phạm, cái quan trọng, tôi nghĩ nó là như vậy. Ông là người Chúa biết mặt, dân biết tên, tôi là người ở xa, tôi cũng biết nguồn gốc tham nhũng nó từ ở đâu. Và ngay cả bên Hoa Kỳ này, chúng tôi cũng có tham nhũng rồi thưa ông. Khác gì đâu. Chúng tôi có biết nguồn gốc nó ở đâu rồi, nhưng mà chúng tôi có thể tố cáo được, chúng tôi có thể lên tiếng được. Những người lớn, bốn viên chức lớn bây giờ, không lẽ họ không có mắt? Không lẽ họ không biết những cái chuyện đó? Ông nói như vậy có nghĩa là người ta làm ngơ hay sao, thưa luật sư Hào Huy Sơn? Vâng, theo tôi thì cái chuyện người ta múc với cái chuyện mà để người ta làm thì nó là hai cái vấn đề nó khác nhau. Biết và làm thì hai cái nó khác nhau. Cái điều ông biết chắc chắn ý, là trong 12 con giáp có một con nhỏ nhất thì nó lại đứng ở đầu. Rồi cái con cuối cùng là con hình như là con heo, con lợn thì phải nằm một chỗ không làm gì cả, cho làm vui thứ hạng bét. Rồi nếu nói đến con chuột thì tôi nghĩ là ngoài một thời gian khi tôi còn ở Việt Nam, tôi xuống vùng 4, tôi đi làm việc xuống vùng 4, ở dưới đó có, ông có bao giờ nghe con chuột cống nhung không, thưa luật sư Hào Huy Sơn? Vâng, tôi chỉ nghe cái chuột cống nhung thì hôm nay mới nghe anh nói. Nếu ông có người bạn ở dưới vùng 4, ông hỏi nó, ông xuống đó không biết bây giờ còn hay không. Chuột cống nhung là một con loại chuột, nó to bằng cỡ như con thỏ, con mèo, tốt lắm. Nhưng mà thường thì cái đó là ít ở vùng 4 thôi, còn thường thì có mèo và chuột. Chuột thì không làm gì lại được mèo rồi. Mà mèo thì thấy chuột ở đâu, bên Mỹ này chúng tôi có mèo cũng có đấy, mà chuột bây giờ ít lắm. Mấy con chuột to nó chạy vào đường thì nó gần to như con chuột cống nhung vậy. Có chuyện mèo và chuột ở Việt Nam hay không, thưa luật sư Hào Huy Sơn? Dạ, sao? Anh hỏi là sao? Tôi hỏi là bây giờ ở Hà Nội, thứ nhất là nói về cuộc sống của ông và nơi ông ở. Không biết là ông còn nhìn thấy những con chuột hay không, nhà ông có nuôi mèo hay không, đó là chuyện cá nhân của ông. À, vâng. Mèo ở Việt Nam bây giờ cũng giàu lắm, nhưng mà người ta nuôi cái mèo nhiều, cái giống mèo nhập khẩu. Tóm lại cái mèo bắt chuột bây giờ thì nó hơi hiếm, và chuột ở Việt Nam bây giờ nó tôi có những cái tôi cũng suy nghĩ sang như ông, 12 con giáp mèo và chuột là những cái tay như ông vừa mới nói, tham nhũng người ta biết người ta không làm. Có thể đó là những con chuột bự chăng, những con chuột nó ăn biết bao nhiêu thóc, bao nhiêu gạo. Tôi hầu như quần áo tôi không bị nữa, nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam tôi ngủ có lần chuột nó đến nó gặm chân tôi. Còn mèo những vị đều biết chuột như vậy. Có cái gì, điều gì đặc biệt, cái bài viết rất là được mạng xã hội đọc đến và nhớ đến, biết đến, luật sư Hòa xin bài viết về chuột và chuột nhờn mèo. Chuột nhờn mèo là như thế nào, thưa luật sư Hào Huy Sơn? Vâng, đấy là cái thực trạng, tức là chuột nó không có sợ mèo nữa, mà mèo cũng
có muốn bắt nữa, mà nhờ mèo với chuột là nó có cái lợi ích gắn bó với nhau ấy. Thì nó gọi là nhờn mèo, giống như cái tình trạng trong xã hội, tức là cái tội phạm mà nó cũng được một cái bộ phận nào đó người ta bao che đúng cũng về tội phạm, nó cũng không sợ pháp luật, và nó là như vậy. Điều đó, điều tôi suy nghĩ có thể là con mèo nó già quá rồi không đuổi chốt được nữa. hay mèo nó bị nhốt ở một chỗ nó không đuổi chuột được nữa. Hay mèo nó nhìn thấy già nhưng chuột nó đưa đến, nó dâng chuột con cho mèo ăn, chuột cũng chả cần phải đuổi nữa. Những cái điều suy nghĩ như vậy có điều nào đúng, điều nào không đúng mà thưa luật sư Hào Huy Sơn? Theo tôi thì vấn đề không phải là con mèo nó già quá mà có không có mèo, thì nó có cái con mèo khác thôi. Nhưng mà vấn đề là mèo với chuột bây giờ là nó cũng có một cái chung nào đó trong cái sự tại, và thì theo tôi đấy mới là cái bản chất của vấn đề. Mà bản chất của vấn đề có nghĩa là anh còn sống, tôi còn sống, tôi còn sống, anh còn sống. Tất cả những cái điều ông nhìn ông thấy có, tôi không biết ai tuyên bố, nó nhiều vì đã đọc nhiều quá tôi quên mất. Tức là có nghĩa là dân làm sai thì dân phải chịu trách nhiệm với pháp luật, đảng làm sai thì đảng nhất đang đã cười với pháp luật. Như vậy có gọi là pháp luật hay không, thưa luật sư Hào Huy Sơn? Pháp luật nó phải là khách quan, thì người ta nói pháp luật là không có hạn, không có cùng. Nếu luật mà đối với dân thì khác, đối với quan thì cái đấy nó không phải là pháp luật. Hình như chưa có một viên chức nào, tôi ông theo dõi phiên tòa, những phiên tòa trong Việt Nam nhiều hơn tôi bên này, tôi cũng chạy ăn từng bữa toát mồ hôi nên không để ý lắm. Chưa có một cấp lớn nào bị án tử hình cả, điều đó có đúng hay không thưa luật sư Hào Huy Sơn? Vâng, các kia. Ông có thể ông di chuyển một cái chỗ nào đó trong nhà ông để đường dây chúng tôi nghe rõ được hơn thưa luật sư Hào Huy Sơn, có lúc nghe được có lúc nghe không thưa ông? Có một án tham nhũng là hàng trăm hàng nghìn tỷ thì cũng chưa có cái hình phạt nào là cái hình phạt là tử hình cả. Và cái mức cao nhất thì cũng là đến 30 năm hoặc là chung thân rồi thôi. Ở bên tàu có, ở bên Mỹ thì không có tù, không có tử hình treo đâu. Dĩ nhiên là một người bị tuyên án nó tử hình ở bên Mỹ thì họ cũng sống, thường thường thì theo tôi biết nó cũng sống khoảng chừng 20 năm. Kiện đầu này chống án đầu kia, tốn tiền của dân. Bên tàu có vụ án của vợ bạc hy lai gì đó, giết một thằng người anh cố vấn cho rồi cũng bị án tù treo, và bạc hy ở trong tù. Tất cả những đó là đều là sự sắp xếp cả. Cái đường suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa luật sư Hào Huy Sơn? Vâng, cái chuyện bên Trung Quốc là anh hỏi thì tôi cũng không biết được, nhưng mà ở Việt Nam thì các cái mức án tử hình nó thuộc vào cái danh mục bí mật quốc gia, nên cái chuyện họ có thi hành hay không hay là như thế nào đó thì người dân cũng không biết để mà giám sát được. Cái điều chắc chắn đó là bây giờ vẫn ông, nếu mà ông gõ vào bạc Lai Hy gì đó, vợ anh ta bị tuyên án tử hình vì phạm tội, can tội giết một anh người quốc tịch Anh, vẫn bị tử hình treo cho tới bây giờ, và anh chồng vẫn ngồi trong tù vì có một lần, theo tôi đọc thì tôi biết thôi, là đệ tử của Giang Trạch Nhân muốn lấy ghế của Tập Cận Bình. Nhưng cái chuyện đó chuyện không quan trọng, cái chuyện quan trọng chúng ta đang nói chuyện về mèo và chuột. Mèo và chuột có, nếu chúng ta nói về chuyện con người bỏ, nó không phần nào phải phản ánh cái bài viết của ông về con người vậy. Nơi ông ở, ngày xưa ông học, có lúc tôi học chúng ta có 12 sứ quân, hai nơi, rồi chúng ta cũng có chúa đằng trong, chúa đằng ngoài, vua đằng trong, vua đằng ngoài. Bên chúng tôi cũng vậy ông, thưa ông, chúng tôi cũng có vua vậy, vua, vua bây giờ là tổng thống là ông Biden, và chúng tôi cũng có những chúa quân của 50 tiểu bang.
Sự khác biệt của chúng tôi là chúng tôi có luật lệ để nói chuyện thưa ông. Nơi luật sư ở giữa vua và chúa có điều gì khác nhau không thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thưa anh, ở Việt Nam bây giờ thì tất nhiên là không có vua và chúa theo đúng nghĩa, nhưng mà Nam có hai cái hệ thống, tức là hệ thống chính trị nó có cái hai cái hệ thống quyền lực song hành, đó là hệ thống đảng và hệ thống nhà nước. Thì nếu mà nói to hơn ấy thì nếu to nhất thì vua ấy thì sẽ ví như là tổng bí thư, còn bên hệ thống nhà nước ấy thì cái cơ quan hành pháp cao nhất thì là chính phủ. Và nếu mà so với vua với chúa ngày xưa thì cũng có một cái điểm nào đó, nếu có thể gọi luôn á, là cái bên thấp là cái bên chúa á. Tất cả đều là bày vẽ đằng trước mặt cho nó vui, xếp con cờ ra cho nó vui. Nhưng mua con cờ, chuyển con cờ, đó là ông làm, đó là tôi làm. Ông có nói chuyện với tổng bí thư. Tôi lại đang nghĩ là ông nói về phía bên nhà nước thì có chủ tịch nhà nước, ông lại nói đến ông thủ tướng. Ông thủ tướng là hạng bét trong số 4 tay cầm trịch tại Việt Nam bây giờ. Giữa vua, chủ tịch đảng và những người như ông nói, nhà nước bên chính phủ, bên thủ tướng, tất cả đều là mặt nổi ở bên ngoài, còn bàn tay ở bên trong là tất cả đều cầm quyền là do Bộ Chính trị Trung ương Đảng người ta cầm quyền, phải không thưa? Tôi đang hỏi về tổ chức của đảng đấy thưa, tôi là sư Hà Huy Sơn. Vâng, theo hiến pháp Việt Nam thì quy định là đảng lãnh đạo nhà nước, đấy là ngay trong hiến pháp, và trong thực tế cũng đảng là lãnh đạo các cơ quan quyền lực nhà nước và lãnh đạo xã hội. Cái điều là đúng, đảng là cả quyền lực tập trung vào tay của đảng, đúng cả đúng như theo hiến pháp quy định. Điều đó là hiến pháp của đảng quy định chứ đâu phải hiến pháp của người dân quy định, phải không thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thì đảng lãnh đạo thì quốc hội phải theo thôi, do quốc hội ban hành, nhưng mà cái hiến pháp đó thì do đảng chỉ theo cái lãnh đạo của đảng mà thôi. Tôi đang tìm hiểu về vua và chúa đấy thưa ông. Cái điều 4 hiến pháp, theo ông biết không biết là hiến pháp năm 2012 hay 2010 mấy gì đó, với điều pháp những hiến pháp cũ, điều 4 hiến pháp nó mới có sau này lấy từ điều 6 hiến pháp của hiến pháp Nga Xô đưa về. Tại sao lại phải cần có điều 4 hiến pháp? Tại vì đảng lãnh đạo nhà nước mà, tại sao lại phải thêm có thêm cái điều đó nữa thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, pháp 2013 thì có cái điều 4 để người ta khẳng cái tính hợp pháp, cái tính chính danh trong cái lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên người ta cần phải đưa cái điều đó vào trong hiến pháp. Theo tôi nghĩ là như vậy. Tôi nhắc đến ông cao nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rồi ông để đưa ông hạng bét nhất của 4 người lên là ông Phạm Minh Chính lên cho lên. Tôi lại cứ nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng rồi ông Nguyễn Xuân Phúc, tại vì ông Nguyễn Xuân Phúc tôi không biết ông có giỏi hay không. Nhưng mà ông đã có thời ông làm tới thủ tướng, bây giờ ông làm chủ tịch nhà nước. Ông mới tuyên bố một câu xanh rờn, không biết là có đúng với ông ấy hay đúng với ai. Nguyên văn: tại sao người Việt thông minh, rất thông minh, nhưng đất nước còn nhiều người khổ, rất khổ. Ông tuyên bố như vậy là thế nào thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thì cái chuyện đó thì nó là phản ánh một cái thực của Việt Nam thôi. Còn cái nguyên nhân thì cũng nhiều điều cần phải nói đến.
Ông có thể nói một vài điều nguyên nhân về cần phải nói đến được hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? À, cái điều quan trọng nhất là ông phải chưa có một nhận thức pháp luật nên pháp luật chưa được tôn trọng, chưa phải là cái cao nhất, tức là pháp luật chưa phải là thượng tôn trong xã hội. Đây là một cái nguyên nhân mà tại sao người Việt Nam rất minh, có thể là một cái hàng không nhất thế giới nhưng mà là một cái hàng đất nước nghèo, thuộc cái hàng thấp nhất thế giới. Thực sự cái quyền ăn nói của con người như ông với tôi đang nói đó là một quyền, là việc rất là quan trọng. Vấn đề truyền thông ở bất cứ quốc gia nào cũng là rất là quan trọng. Và nếu kiểm soát được vấn đề truyền thông đối với những người lãnh đạo ở các quốc gia độc tài cũng rất là quan trọng. Nước Việt Nam đứng thứ 75 trên 180 nước về tự do báo chí. Trên lý thuyết, bao nhiêu trăm cơ quan báo chí, bao nhiêu cơ quan truyền hình của đều là của nhà nước cả. Tất cả những người mà đi làm khác lại với những cái điều của nhà nước, ông cũng đã biện hộ cho một người bạn rất là thân, đó là cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Tôi không biết ông có biện hộ cho Nguyễn Tường Thủy hay không. Tất cả những người đó đều là những người cộng sản cả, đều là những người bỏ mình hiến máu cho Đảng Cộng sản cả. Còn tất cả những người khác như dư luận viên hay là bà đánh đám bà các bạn cờ đỏ, áo đỏ gì đó, họ chưa có một người nào hành nghề bị đi tù cả. Cái điều đó có điều gì cần ông cần phải suy nghĩ đến cái điều mà tôi vừa mới nói không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Thưa luật sư Hà Huy Sơn à? Ông còn nghe được tôi không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Chúng tôi có lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với luật sư Hà Huy Sơn. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng ta tiếp tục buổi nói chuyện với luật sư Hà Huy Sơn ngày hôm nay. Chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Oh,
không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, bình đàn chiến sĩ nơi quê nhà. Chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi không thể liên lạc được lại đường dây với luật sư Hà Huy Sơn. Nhưng qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta học hỏi được nhiều về vấn đề vì dân, những người này làm việc cho người này người kia. Hay chúng ta học hỏi được nữa những cái điều đang xảy ra xung quanh chúng ta hay tại ngay tại Việt Nam, đó là vấn đề đại dịch COVID-19. Những điều này làm cho chúng ta có cơ hội nhìn lại sự may mắn của bản thân, để đánh giá được những gì mình đang có, nhất là để thật nhớ nhiều về tinh tình của con người. Dù chúng ta có phải xa cách và cô lập để bảo vệ nhau, nhưng chính trong hoàn cảnh này, như một cơ hội để chúng ta biết trọng quý những giây phút mình được ở bên nhau, trân trọng bên nhau, cảm ơn nhau và mang lại niềm vui đến cho nhau. Cũng như đường dây điện thoại ở trong nước với chúng tôi, dù rằng nhiều khi gặp trở ngại, nhưng đó là cũng là một điều chúng ta mang lại được những niềm vui nói chuyện với những người trong nước. Vì sự thật, chẳng có ai là riêng của ai, chẳng có gì là mãi mãi, và nếu không biết trân trọng gìn giữ thì bất cứ ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào, cũng có thể mất được và không thể tìm lại được, như trường hợp chúng tôi với luật sư Hà Huy Sơn ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thực Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn đã đến với chương trình này, dù rằng gặp nhiều trở ngại về kỹ thuật. Chúng tôi cầu chúc ông mọi điều an lành và hạnh phúc, chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa. Dừng lại mùa vui, sẽ bay về. Dừng lại mùa vui, sẽ bay về. Dừng lại mùa vui.